Đầu tiên thì chú nghĩ là cái sức khỏe này không biết có khoan được không. Thế về sau chú bảo thôi cứ đi làm. Đi làm thế là về sau là làm được cái hàm trên này trước. Thế thì bắt đầu là làm là hàm trên trước là chú chịu được. Chú chịu được thì chú về chú bảo khỏe thế này bình thường. Chịu được thế là đến hàm dưới thì chú Kha chú lại làm hàm dưới, chú bảo hàm dưới nó mới đau, thế mà hàm trên không đau thì hàm dưới nó không còn ngàn hơn. Thế thì đến lúc làm xong là chú cảm thấy không đau thật. Chú có nhận ra mình đây không? Thì đây chính là cái hình ảnh của chú cách đây 3 tháng khi mà chú tới với chúng cháu. Thì ở thời điểm này thì gần như là cái vùng răng trước của chú nó không có răng gì cả. Đó, nụ cười thì cũng bị hơi bị méo rồi, hơi bị kiểu nó bị gượng với chú. Không tự tin. Không tự tin. Đây là cái hàm răng khi mà chụp gọi là chụp cận cảnh hơn ở trong miệng thì thấy là đây toàn bộ những cái răng mà chú còn lại đây thì nó gọi là răng sứ hết rồi. Những cái này thì chú đã từng làm răng giả hết rồi. Tuy nhiên thì ở đằng trước này, rồi hai bên này là chú bị mất hết sạch rồi, chả còn cái nào cả. Cái phần này chú cũng làm cái hàm tháo lắp, thì cái hàm tháo lắp ấy thì nó cứ bập bềnh trên cái phần lợi này. Do vậy mà nhai nó cũng không có được tốt, theo chú. Thì tiếp theo nữa là đây là cái phim. Cái phim này thì cái phần mà mình nhìn thấy trắng trắng này này, thế là chính là cái bản của cái hàm giả. Đó, ở phía dưới này thì còn một vài cái chân răng, nhưng mà những cái chân này thì nó cũng hỏng rồi. Sau khi mà chụp phim, bọn cháu đã lên cái kế hoạch để bọn chúng cháu trồng những cái chân răng, những cái răng mới. Đây là những cái chân răng mới thì ở hàm trên thì bọn cháu trồng cho chú là 4 cái chân răng mới, nó gọi là implant. Thì 4 cái chân răng này nó sẽ nằm cố định vào trong xương hàm này và nó sẽ đỡ cho một cái hàm ở phía trên. Đây là chính là cái phim mà phim này chính là cái phim mà mình vừa mới chụp ngày hôm nay. Chính là cái phim sau khi mà lắp cái hàm chính thức thì cái hàm chính thức nó sẽ bao gồm là các cái chân này này chú này, các cái chân này, các cái chân này sau 3 tháng chờ đợi thì hiện giờ là đã tích hợp vào xương rất là tốt rồi. Nó sẽ nằm ở trong cái xương hàm này mãi mãi mà nó không có bị ảnh hưởng gì cả. Ở phía trên này thì những cái chân này thì đóng vai trò giống như là những cái cọc nhà, nó sẽ đỡ cho một cái hàm ở phía trên, và các cái ở phía trên này nó cũng được gọi là nối với nhau bằng một cái thanh. Đấy, các cái thanh này thì nó sẽ bắt vào các cái chân ở phía dưới và nó sẽ gắn kết liên kết các chân này với nhau rất là chặt. Ở hàm dưới thì chú còn 2 cái răng ở phía trong mà khá chắc, do vậy mà cháu cũng không có nhổ đi. Còn ở phía trước này thì toàn bộ các cái hàm này nó sẽ được đỡ trên những cái chân này rất là khỏe. Đây là cái hình ảnh mà khi mà tháo cái hàm tạm ra này, sau 3 tháng này mình sẽ phải tháo cái hàm tạm ra để mình lấy khuôn. Là mình đây chính là hình ảnh của những cái chân đây. Đây là cái chân răng này nó nằm rất là sâu ở trong xương hàm rồi, còn cái phần mà mình nhìn thấy nó nổi ở trên lợi đây chính là cái phần nó gọi là cái manti để mình kết nối thôi, các cái vị trí vít này. Thì đây là toàn bộ cái hàm răng của chú là gần như là chỉ còn, như cháu nói là còn có 2 cái răng phía trong này thôi. 2 răng trong mà nó còn chắc nên cháu để lại, chứ ở đâu là toàn bộ chỗ này là không còn cái nào cả. Và bây giờ mình sẽ cố định như này. Thì bây giờ chú sẽ cho mọi người xem cận cảnh hơn cái hàm răng của mình ở trong miệng một tí nhé. Thì ở đây thì mọi người có thể quan sát, mình sẽ vén để mình có thể quan sát được rõ hơn cái hàm răng mới của chú nhé. Thì đây là 2 cái hàm răng trên những cái chân răng implant. Thì 2 cái hàm này đều là 2 cái hàm toàn hàm cả. Chú há giúp cháu tí. Cái hàm này ra chúng tôi thiết kế khá là tốt. Cái màu sắc răng này chúng tôi cũng lựa chọn cái màu sắc răng vừa phải, không trắng quá. Chú cắn lại, chú cắn lại. Đó, khi mà cắn lại thì nó sẽ có sự tiếp khớp giữa hàm trên hàm dưới rất là đều như này, thì nó sẽ đảm bảo cái hiệu quả nhai là tốt nhất. Chú hạt to, chú hạt to. Đó, mình có thể quan sát sâu hơn vào phía trong cũng được. Ở trong cùng này thì còn 2 chiếc răng giả bằng sứ có cái màu đen đen, các bạn nhìn thấy ở đấy. Đó, thì có thể quan sát thấy. Rồi, chú cắn lại. Đó, chú há, chú cười tươi cháu xem nào, chú cười tươi cháu cả. Cười tươi. Đó, khi mà cười tươi như này, chú có thấy thoải mái không? Thoải mái. Thoải mái đúng không ạ? Chú cười tươi hết cỡ lại cho này. Đó, cái hàm răng này được chúng tôi thiết kế rất là đẹp để đảm bảo cái đường cười rồi cái cung cười rồi mọi thứ. Nói chung là về mặt thiết kế là khi mình cười lên làm sao nó đẹp là được. Chú cười tươi. Chú cười tươi hết cỡ. Đó, các cái phần hai bên này độ rộng cung răng cũng thiết kế rất là ổn. Chú há. Và cái điểm đặc biệt đó là cái 2 cái hàm này rất là chắc các bạn. 2 cái hàm này cực kỳ chắc, cực kỳ chắc. Đó, ở đây mình có thể, thậm chí mình có thể lắc thoải mái, thậm chí cả đầu của chú cũng bị lắc theo mà nó không có. 2 cái hàm này rất là chắc. đó là đấy là chính là cái ưu điểm do cái implant nó mang lại. Ngày xưa trồng những cái chân răng này thì chú có bị đau gì không? Không. Vâng, giai đoạn hàm tạng là nó cũng đã cải thiện được khá nhiều của chú nhỉ. Vâng, chú cười tươi cháu. Đó. Cái hàm này thì chúng tôi vừa mới thực hiện lắp xong thôi. Thì bây giờ chú ơi, chú sẽ ăn thử cái gì cho cháu luôn để mình sẽ kiểm tra cái hàm này như nào nhé. Nếu mà có bất kể vấn đề gì thì bọn cháu sẽ điều chỉnh luôn cho chú nhé. Đây là miếng táo. Chú thử ăn bằng răng giả. Cháu sẽ ăn bằng răng thật. Chú nhai thấy thế nào? Tốt lắm rồi. Tốt lắm rồi. Tốt lắm. Chú có thấy đau ở đâu không? Không. Thì chú có thấy hàm nó bị xê dịch không? Không. Chú nhai đều hai bên. Chú cắn ở giữa, chú nhai đều cháu. Chú cắn lại cháu xem nào. Chú nhai cả bên trái, chú đang nhai mỗi bên phải, chú nhai cả bên trái cháu xem. Có ổn không chú? Ổn ổn. Cái hàm này thì nó đủ răng hơn rất nhiều so với cái hàm tạm. Cái hàm tạm này nó chỉ có ở phía trước thôi, còn hàm này là hàm chính thức, do vậy mà cháu nối đủ cho răng ra phía sau hết. Nên cái hiệu quả nhai của cái hàm này sẽ tốt hơn cái hàm kia rất là nhiều. Vâng, chóng nát. Chóng nát hơn đúng không ạ? Chóng nát hơn. Cái hàm kia chú chỉ nhai được có một chút ở chỗ này này. Đúng rồi. Đấy. Nên là cái ôm cái hàm tạm là độc ăn ở trước cửa là nhiều hơn. Vâng. Thì mục đích của cái hàm đấy là cũng chỉ là gọi là giai đoạn chuyển tiếp thôi. Cháu cố tình là không làm, mà làm nhiều răng mình nhai nhiều là nó hại cái hàm mất. Chú nhai có khi nhanh hơn cả cháu rồi đấy. Không băm nát. Chú nhai hai bên thấy nó có gì khác nhau không? Cả bên trái bên phải. Không, cũng như nhau hết. Như nhau hết đúng không? Cái này giờ có đi ăn cỗ hay đi đâu là nó tự tin hơn. Không như trước. Trước là cái hàm mà tháo lắp cái rắc nó rơi. Ăn cỗ sợ nó rơi ra mắt thì nó ngại. Rơi luôn trong mồm, tự phải lấy lưỡi lắp. Tự lấy lưỡi lắp mà không lắp được là như đứng dậy, như người ta coi ông này bị hóc rồi làm sao. Rồi lại cười lại vào người mà không. Cái đại tự nhiên đứng sức vậy là đi ra là cái tội là nó rơi ở trong mồm này, lín lặng không nói này. Mà cũng chẳng nói rồi cứ lín lặng đi, đứng dậy đi. Cho nên nó không tự tin. Nhiều lúc đi ăn cỗ hay gì thì nó không tự tin là thế. Còn giờ là đúng là cái răng cái tóc giờ cảm như thế này là tự tin rồi. Cái này chắc là trong ước mơ của chú là chú có khi con không nghĩ nó được như này đâu chú nhỉ? Không đúng, không nghĩ là đấy. Còn trước đây là ở trong nhà quê cứ bảo khoan răng rồi chôn là cứ tưởng là người ta nói liều, nhưng mà giờ cảm thấy là đúng. Còn trước có ông bác là cũng rút, nhưng có cái hàm như kiểu lắp, như kiểu hàm ếch. Vâng. Nó cứ đầy là hàm tháo lắp. Hàm tháo lắp. Vâng. Đầy. Cái hàm này thì nó khác hoàn toàn. Hàm này thì nó là cái công nghệ mới rồi. Thành ra là mình trồng vào, nhưng mà nó rất là, cái hàm ấy nó chỉ rất là gọn, nó không có nhiều cái phần nền hàm như cái hàm tháo lắp. Cái này là mất ở chỗ nào mình bù được đúng cái chỗ đấy. Thành ra là khi mình đeo vào như này là mặc dù rất nhiều răng nhưng mà chú sẽ cảm thấy là nó không có vướng, không có bận gì cả. Nó sẽ rất là gọn. Kể cả ăn nhai này nó cũng như thật đấy mà. Cái hàm này thì cơ bản thì chú sử dụng nó cũng như là cái răng thật của mình ấy. Trong quá trình mình dùng nhé thì chú đừng có cắn cái gì nó mạnh quá. Tại vì cái hàm này, cái đặc điểm của nó là nó gọi là cái cảm nhận lực nhai của nó sẽ kém hơn so với răng thật. Ví dụ cháu cầm cái gì đó cứng, cái kẹo lạc chẳng hạn, cháu mà cắn thì cháu sẽ thấy là ồ cái kẹo này cứng quá, cháu sẽ lựa. Nó làm gây cho mình răng của cháu nó bị ê chẳng hạn. Nhưng mà cái hàm này của chú ấy, nó không có cảm nhận về lực tốt như thế. Trước đây cái hàm tháo lắp với cái đấy là không thổi được sáo, nhưng mà vừa rồi tôi lắp tập tôi thử thổi sáo là thổi được. Nó kín. Với nó nói nó không trống hơi như cái đợt hôm nọ. Vâng. Nọ với cái đợt răng rút là nói nó cũng phèo phào. Giờ cảm thấy nó lắp từ nãy là nó kín. nó kín, nó nói nó không trống hơi. Vâng, hào này vừa đẹp hơn, này vừa dễ nói hơn, vừa gọn hơn, mà ăn uống nó cũng tốt hơn. Đấy, chú cứ chải răng đi, răng thật thôi chú nhé. Đấy, còn đâu là tổng thể thì cái hàm này rất là ổn rồi, đẹp. Giờ thì đến giờ là tọa nguyện lắm rồi. Tôi xin cảm ơn phòng khám và bác sĩ cho tôi được cái bộ răng để nó tự tin, đi đâu đi đấy nó tự tin. Dạ vâng, tự tin rồi, nó không có cái gì mà. Chứ trước đây là cứ thỉnh thoảng cứ đi ăn cỗ là đã nghĩ là lúc nào trong đầu nghĩ mình là răng giả. Nhiều lúc là nhìn thế ở cỗ ở nhà quê là ai có bánh dày bánh riết là thôi không ăn. Ăn thì nó lôi ra. Cái này thì không lo, cái đấy về cái đấy không lo gì đâu. Nhưng mà giờ như thế này là chắc chắn là không lo cái đấy. Dạ vâng, cảm ơn các bác sĩ, dạ vâng, phòng khám cho tôi được cái về cuối đời là được bộ răng là chắc là cũng phục vụ thêm được cái sức khỏe. Chắc cũng sống thêm được vài năm ấy. Thế đáng nghĩa là sống đến 70 như thế này cũng phải sống được vài năm. Thế giờ cảm ơn bác sĩ là tôi. Dạ vâng, nói chung cái này thì cũng là một sản phẩm không của chỉ mình cháu đâu mà là của cả ekip, của cả rất nhiều người. Đấy, những cái người mà có những người mà gặp bác mà có những người bác còn không gặp đâu. Đấy, những cái người mà ví dụ những cái anh kỹ thuật viên mà cháu trao đổi hàng ngày đây này, các anh ấy này chính là người làm trực tiếp ra cái răng, còn cháu là người chỉ đạo anh ấy, cháu là người phẫu thuật, cháu là người chỉ đạo anh ấy để làm như nào cho nó ra được cái răng cho đúng ý, đúng mong muốn của mình. Chứ còn có những cái người mà cũng gọi là thầm lặng ở cái đằng sau trong cái ekip của cháu, thì cũng thay mặt tất cả những con người như đó thì sẽ cảm ơn bác. Đấy, đã tạo điều kiện cũng như là trao cơ hội để làm cho bác một bộ răng mới đẹp, đảm bảo ăn ngay. Bác cũng chẳng biết gì nhưng cứ cảm ơn phòng khám với bác sĩ là, bác sĩ là tự thay làm cho. Vâng, dạ. Vâng, rất là bác. Vâng ạ.